Mình cứ đi về nhà là tất cả những cái kỷ niệm gì mà nó hiện lên trước mắt mình không thể nào quên được mọi người. Đây là cây bưởi mà thằng Nam ăn chạy trốn mình mà nó làm gãy. Xin lỗi chị bưởi ạ. À, em xin lỗi chị cành bưởi. Lần sau em không thế nữa.